Dạ trời. Mấy lô nhìn mà cái mùi gì kỳ với trời. Cái gì lô gì đó. Còn hạt đâu. Mất cái nữa đi. Trời ơi ngon luôn. Sư phụ chưa tới nè hả? Chưa tới. Ủa hôm nay đem sữa Milo theo bồi dưỡng hay vậy xui? Báo mua. Ồ, lý vậy mới được. Rồi lấy máy điện thoại không lên xui. Cái lẹ lẹ quay để trời nắng lên á. Bữa nay trời ui quay im nè. Chúc ông tới gì? Đâu điện không coi. Nhà ông kế bên đây mà ông tới trễ mình rồi. Tôi chạy tuốt dưới lên. Chắc nấu vợ, nấu cơm cho vợ ăn á. Sáng giờ lu bu làm gì đắng á. Trời ơi. Làm sang banh đắng nãy giờ. Nãy giờ thường ngày là ông lại sớm nhất luôn á. Ừ. Kế bên đây mà. Chung sáng giờ chắc nấu cơm cho vợ, cho điện với trời. Tiền không cậy. Điện rồi không coi. Ừ. Đang gọi từ từ. Trời ơi là trời lâu quá. Cha này ở nhà cho làm cái gì vậy? Đang nấu cơm cho vợ. Ừ, bắt máy lâu rồi. Alo. Trời đất ơi trời làm cái gì tới giờ chưa tới nữa sư phụ. Anh em tới đây nãy giờ rồi. Chắc ngủ chưa thích. Trời xỉn. Trời chắc gì luôn rồi sáng rồi qua con phút đâu mười mấy lông bèo này trời. Không này qua trời mà trời đã nói bữa nay rồi. Đã nói bữa nay lên quay mà tối dứt mười mấy lông bia trời ơi giờ chưa thức nữa không anh. Trời ơi thức rồi đang ngồi trong bồn cầu nè đang ngồi trực sáng giờ nè quá mệt cầu trời ơi là trời. Thôi lẹ 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 đi ơi anh em tới chơi nữa em với anh xui tới rồi đó lẹ quay nè bữa nay quay nhiều clip đó rồi tranh thủ. Rồi, trời ơi. Lết rồi. Lết. Trời ơi. Rồi, điện ông rồi đó. Chúc ông lại à. Mua hai lốc Milo nè để mình bữa nay không ăn cơm trưa mình chơi này đỡ đói. Đó, hai mình dứt trước đi. Cái này suy nghĩ ra cái trò mà cho anh ông nè chơi. Làm. Bây giờ á bây giờ đưa Milo á tại vì chút xíu á không có mất nước đưa cho ông uống cái này là ông uống liền à đúng rồi nhưng mà mình chơi ổng á là tôi sẽ dùng cái dao hay gì đó đi tôi khoét lỗ dưới đây nè cái đầu tôi đổ cái này ra mình chế nước mắm vô cái này cho ông uống cái này mình cho đâu chơi đi anh xui bây giờ mình sẽ khui hai lốc này ra hết để đừng cho ông biết. Bây giờ mình khui ra đi coi như là đừng để trong lốc thì nó khó lắm. Anh nên khui cái lốc bên kia luôn đi anh xui. Khui hết luôn hả? Ừ, khui gì nè. Vậy là khui ra từng hộp đúng không? Ừ, cho nó ra từng hộp vậy nè. Cái nào mình bỏ ở đây. Chút lại đầu mình đưa cho uống. Cái này lại trễ hả? Ở nhà ở kế bên nè. Mà đi lại trễ. Mà hối mình á. Hồi tối thì hối lên xíu xíu nghe. Lên xíu xíu thì mới lên sáng lên sớm quay 4-5 clip. Bỏ cái đặt lại trời. Bỏ cái đặt lại trễ. Lấy hộp này đi xuống. Rồi lấy hộp này đi. Quét này nè. Thì vô lấy cái dao cháy nước mắm. Nhà chú nhóc nước mắm. Để này đi. Để đi. Có cái dao. Lấy cái kéo này cũng được. Lấy cái nước mắm. Để mình kiếm cho nước mắm này của đêm xuống. Cái này chai. Nam ngư và đệ nhị. Cũng cái này mặn mới dữ. Bữa đó chơi tôi. Đó. Phải không? Có chơi, chơi rồi. Chưa có xử anh đó. Thôi đừng xử tôi. Rồi mình chế Milo ra vô chén này. Giấu điện lên. Tôi quá. Chơi không? Thôi lắm. Bữa đó anh dặn tắm mấy bữa. Dạ, tôi nghe lỗ này anh xuống. Nè, tôi nghe lỗ. Ít chút. Chút lấy một keo gì á. Đấy. Đấy, đúng. Không, cái Milo với... Bóp đi. Ừ. Bóp đi. Ừ. Với kia là nó y gan hả? Ừ. Bóp cho nó xì gan hết nó y hệt à. Ừ.
cái chai này mà chế vô cái này thôi rồi luôn đi. Nước mắm cá cơm độ đạm rất là cao. Ê, bữa đó mới có tắm rồi không? Bữa đó là tôi chỉ tắm thôi, tôi không sao. Còn bữa này, bữa này uống đi. Ông sư phụ uống, uống luôn nè. Dám bữa đó nghe bài đặt nha. Anh nữa tham gia vô tiếp ta cho giặc. Tôi chơi xử anh là mai. Thôi điện xử tôi. Tôi nói với anh xưa là đi chơi thôi tôi. Bữa đó tôi biết gì đâu. Bữa đó là không đi. Không có đội gì về cho anh xui đang ngủ chưa mà tôi biết gì đâu. À, mẹ bữa đó nghe tắm nghe khách nữa chơi xà bông. Này chút nữa mình giấu anh xui tôi khui khéo. Vì mà nấu cho xíu thôi. Nhưng mà quan trọng là mình phải chế vô làm sao nè. Bây giờ mình chế vô làm sao đây nè. Lấy cái ống hút này sao ta? Ừ, lấy ống hút đó, đấy bỏ vô. À cái cục quá. Không được, mình để không được đâu. Mình lấy cái ống hút đi xuống. Em hút đi, cái lỗ này chút mình lấy con keo nãy lại. Còn khô à? Trong đây sẽ có ống hút nè, đi kiếm ngay. Bây giờ sao bây giờ? Giờ phải có hút để hút vô mới được. Vậy hả? Thôi bây giờ chế đại vô đi. Cho nó cắt cái lỗ bự bự ra một chút. Không, tôi có cái ý không hay. Bự cái bọc này nè. Nhớ. Cũng là của tôi nữa. Cái bọc cũng yên nữa nè. Cái này mình kéo ra, mình kéo cái đít cho nó nhọn ra. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái mình đưa vô. Này có lý. Từ đây, đưa cho cầm cho. Đi. Rồi, cho đây đi, ở đây đi. Đi. Lẹ lẹ đi để không phải đó. Chế chế cũng miếng thôi. Đang chế. Rồi cho nó đầy yên hộp Milo. Rồi rồi. Kéo này nè. Đang chế. Để bỏ vô. Và đây kéo đây kéo đây kéo kéo nhét. Ừ. Gì đó. Ok rồi, chế vô vậy thôi chứ có gì đâu khó. Ấy có chuyện dính tay tôi thôi. Nó dính cái tại kệ đi lát cửa xà bông. Xà bông Playboy. Ừ, mình dính đâu sao còn uống ngày mới đã. Nhanh đi nhà kế một bên đó. Sáng này nãy nói điện thoại không nói gì rồi. Ông nói là đau ông chắc ỉa thì về quần nữa mới lại. Tối là điện hai mình quyết liệt đang lên. Ừ. Hả? Nhậu. Đây nghe nói chưa? Tôi thấy đây rồi đó. Chưa chừng nào nó ụt ra. Rồi. Từ từ. Anh lấy con keo nhé rồi. Rồi. Ê, nó cúi quá không? Coi chừng nó phát hiện không? Sao? Lấy keo dán lại được rồi. Chút mình đưa không? Keo đưa được. Làm gì được rồi? Chỗ con keo trong. Trời. Cú quá, nói được. Trời. Cái này dễ gì biết. Sao biết được, anh ấy cái lỗ kêu khéo nè. Chụp lại. Nè, tôi mua thay lên nè. Đúng cái gì không có. Để cho mình chả. Cái chút mình lao lại dễ gì biết. Giá trên dưới. Được rồi, chụp xuống đi, anh cứ chụp xuống đi, chụp xuống. Ừ. chụp đi. Ừ. Chụp đi không sao đâu. Rồi đó, vuốt cái rồi tôi cắt cho. Được. Cắt lên cái nào xong rồi dán thêm cái nữa mà được. Ôi, nó hết chảy rồi, dán cái nữa nó dậy không để ý. Dạ. Nè, hết chảy rồi nè, thấy chưa? Nè, chút mình đưa vậy đó. Rồi khoan, rồi kéo 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 thu qua rồi. Giọt để trong hộp này. Hộp mẹ hết nha. Nè cái hộp nó mình để ý trời. Ơi, nó xị một cái chết luôn á. Hộp mẹ, hộp mẹ. Hộp mẹ không? Rồi. Chắc nó đưa này đổi với gan à. Rồi. Để lại. Nó mặt phải tình bình tĩnh rồi. Rồi. Ok. Kéo cỡ không nổi luôn. Đây
sáng giờ thì cậu có độc giác gì trời. Biết sáng giờ có dính gì. Rồi ông tới kìa. Trời ơi, nãy giờ đợi thấy bà luôn. Làm gì hả? Quá trời đi không nổi mà ở đẳng nè, có cây số mà đi được 3 tiếng hồ tới. Trời ơi, yếu ớt mình quá là bộ quá vậy ơi. Qua nhậu với mấy thằng đại có mình uống không uống cho không uống quá lại trễ mà không uống. Qua nhậu với mấy thằng đại 18 lon nay sáng giờ trực bồn cầu không. Giờ nãy đi ra đây chứ thật sự rồi thấy ăn gì chưa, đem một cục giấy xúc theo rồi nó ngập dọc đường mà có mà mất cầu đó lũi vô lùm có giấy sẵn luôn. Đây là nhà anh á, có 4-5 cái nhà mà không giấy vậy nữa hả, thì gớm hả, đi phải phủ giấy xúc chứ. Sáng giờ ngồi đợi đi đó, bụng chết uống bả sữa Milo anh xui đem lên cho hai thầy trò nè. Sáng giờ đi lại đây không dám mặc cái quần nữa, mặc quần lỡ mất ỉa giữa chừng nữa đâu. Thôi bỏ mẹ đi ơi, lột quần cái không kịp rồi đi ơi. Nè uống hộp sữa đi với anh em. Uống đi cho lấy sức đi ơi. Nè sáng mất sức quá trời. Uống hộp sữa với anh em anh xui đem lên đó. Bởi vậy Milo sữa Milo uống cái này gì đâu. Sáng giờ qua giờ sáng giờ mất nước cũng chết rồi, uống này nhắm lại phục hồi sức khỏe không? Được Milo, tăng cường sức khỏe vậy nè. Trời Atigo quân xe. Atigo quân xe vậy nè, lúa mạch vậy nè, im lắm. Lại thấy hình đi, nữ mà nam uống được không trời. Được, được. Bây đây uống cũng được đó. Rồi uống đi, đọc cái gì đó. Đây nè, xé ra rồi uống chi. Rồi mắc cầu gì rồi uống này vô nó ảnh hưởng bà tử vô trời. Sao đâu, uống đi im lắm. Sữa mà. Sáng giờ uống hai hộp đó, em uống hai hộp đó. Uống sao? Ấy ra. Ấy ra giùm anh lên thôi, ấy ra giùm anh lên thôi. Thì sao uống sao? Ấy ra giùm anh. Quá mệt rồi giờ không biết đường để mà uống luôn. Cái gì? Còn mới nè, chút để dành quay này ra. Quá mặt nước. Nè, đó nè, xé cái này vô vô cho vô anh cầm đi. Quá mệt luôn á. Sáng giờ quá mệt. Đây nè, đây cái lỗ ở trên này nè. Đó. Cậu đã nút đi. Vậy thì nút thôi, gì đâu. Đó giờ dám chưa uống Milo lắm à. Trời ơi, con hút cực kỳ. Con hút cực kỳ, trời con hút kỳ 3 lỗ kìa. Nút đi lên hết 4 lỗ luôn. Chờ à. Hy vọng uống này vô nó bích lại chứ sáng rồi đi nó mệt quá. Đúng cái tội uống cho nhiều. Uống bia cho nhiều. Im luôn đi. Im sư phụ. Ngon quá. Nó mệt á trời, nó mệt mà nó nút không nổi luôn á trời. Ủa đây im lắm. Milo dám nhìn đó giờ anh chưa lắm rồi nè. Chưa. Gì trời. Chị trời có Milo chứ có gì. Milo, tôi mới mua sáng đó. Lắp Milo nó vậy đó trời. Milo nhìn mà cái mùi gì kia chứ trời. Cái gì Milo nó vậy đó. Có khác đâu. Nút cái nữa đi. Trời ơi ngon luôn. Nói chơi mình không rồi sao Milo mà uống kỳ. Người gì đâu mà có cái băng keo gì đây, cái lỗ nhỏ gì đây trời. Nói chơi mình tẩy. Ôi, ôi, có băng keo dán nè, có lỗ nhỏ xíu nè. Đâm vô đây nè, đâm vô đây nè. Nước mắm không. Làm cho nó nước mắm đã rồi, bữa nay nó dứt lại thôi. Hi thiệt chứ. Này, mày mốt kiếm cái gì phục phùng á. Kiểu này không được rồi. Nghe cái mùi viết nghĩ đi cậu. Cái giục giấy luôn. Cô miệng luôn. Quá mà. Bỏ giấy cầu luôn, muốn uống không? Hai kia đâu mất tiêu rồi. Trốn mất tiêu luôn.